nhiều bạn thì trong lòng muốn được dùng ngay lập tức để cảm nhận xem có tốt có đẹp, như hàng ngàn người ngoài kia nói không. Khá nhiều chị em hoang mang khi muốn tìm hiểu mức giá, trước khi mua sản phẩm dưỡng mi FEG Max, để mua được hàng chính hãng, giá lại niêm yết. Trong video này, shop sẽ nói kỹ hơn về giá sản phẩm dưỡng mi FEG Max này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Chỉ cần gõ những từ khóa đơn giản tìm kiếm tại các website hay các trang mạng xã hội, chị em sẽ nhận được khá nhiều kết quả khi mua sản phẩm dưỡng mi FEG Max sở dĩ lại có nhiều mức giá như vậy, bởi ở đây chưa có một cơ quan quản lý chặt chẽ nào can thiệp về các mức giá hàng hóa trên các trang mạng. Tận dụng những tự do kinh doanh này, khá nhiều shop bán hàng đã bán với nhiều mức giá khác nhau. Yếu tố hàng thật hàng giả kém chất lượng cũng sẽ khiến cho dưỡng mi FEG mắc có nhiều mức giá khác nhau. Hiện nay, trên thị trường dưỡng mi FEG mắc có giá khoảng 130 000 đến 300 000 đồng. Đây cũng là mức giá chung nhất trên thị trường và phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều khách hàng. Dù gì chị em cũng bỏ số tiền ra mua hàng, nên chọn các mặt hàng chính hãng đúng chuẩn để sử dụng bởi vốn dĩ nhiều chị em cũng biết được dùng hàng kém chất lượng, vô tình trở thành kẻ gây hại cho mắt. Nên vì vậy chị em nên tìm mua đúng dưỡng mi FEG mắc chính hãng mà dùng nhé. Dưỡng mi FEG mắc được nhà sản xuất cam kết là chiết xuất hoàn toàn tự nhiên 100% nên đảm bảo an toàn cho người sử dụng và kích thích mi phát triển nhanh, dài mượt. Do đó mà em này được rất nhiều chị em ưa chuộng và yêu thích sử dụng. Cụ thể các thành phần của dưỡng mi FEG như là tinh dầu Argan, được chiết xuất trực tiếp từ những hạt argan giàu vitamin E và các chất chống oxy hóa, qua đó giúp dưỡng ẩm và ngăn ngừa lão hóa, mang đến sợi mi chắc khỏe, mềm mượt và óng ánh. Chiết xuất dầu thầu dầu là một loại tinh dầu chứa đa dạng các dưỡng chất như axit béo, axit amin, có tác dụng kích thích lông mi mọc nhanh hơn và dày hơn. Đồng thời, dưỡng mi Feg còn chứa nhân sâm, là một loại thảo mộc thiên nhiên quý giá và tốt cho sức khỏe và da rẻ, giúp làm chậm quá trình lão hóa của sợi và hạn chế tối đa tình trạng gãy rụng, thưa thớt. Ngoài ra, dưỡng mi SEG mắc còn chứa một số thành phần bổ trợ an toàn lành tính khác. Có thể thấy, bảng thành phần của dưỡng mi SEG toàn là những chiết xuất 100% thiên nhiên. Sản phẩm đảm bảo không chứa bất kỳ chất độc hại nào, không sử dụng dầu khoáng, cồn khô, hương liệu hay các chất tạo màu. Dưỡng mi SEG mắc hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán dưỡng mi SEG mắc hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.